Thầy chào Quỳnh nha. Con chào thầy. Thì thầy trò mình cũng đã chuẩn bị kết thúc cái chuyến đi Đại Băng Non rời tổ mùa 3 rồi đúng không nào? Thì thầy muốn phỏng vấn hỏi Quỳnh một chút về cái cảm nhận của con chuyến đi vừa rồi thế nào? Con thấy vui. Thì đây là lần đầu tiên con tham gia chương trình đi qua đêm như này với trung tâm đúng không? Dạ vâng. Thế trong chuyến đi thì con thể nói qua một chút về có những cái hoạt động gì mà con thích nhỉ? Cụ thể là con thích những hoạt động gì trong chuyến đi nhỉ? Con thích những hoạt động là làm bánh. Làm bánh này. Với cả đi cho động vật ăn. Cho động vật ăn. Thế hoạt động nào mà con thấy mà thử thách nhất, mà thấy khó nhất, gian nan nhất? Là leo núi ạ. Leo núi à? Thế sau khi leo núi xong thì con cảm xúc của con thế nào? Con thấy mệt nhưng mà giúp con rèn luyện sự bền trí. Mình thấy rất là vui vì mình vượt qua được thử thách leo núi đúng không nào? Rồi, thế bên cạnh hoạt động leo núi này, làm bánh này, cho động vật ăn thì con còn thích những hoạt động gì khác nữa không? Em thích bơi. Thích bơi nữa à? Bơi thì nghĩ bạn nào cũng thích rồi đúng không nào? Thế con có thế còn ví dụ như là chúng ta có những hoạt động mà bên trong cái khu nhà ở chúng ta ấy, đó thì trong đấy thì chúng ta có rất nhiều hoạt động rất là hay, ví dụ như là chia sẻ nghe các diễn giả chia sẻ này, hay là chúng ta cũng có chương trình là nhảy tập nhảy với nhau này, đó thì con có cảm nhận gì về hai cái hoạt động đó? Con thấy nó hai hoạt động đó thì con cái hoạt động nhảy thì nó rất là vui và năng động, sôi động. Còn đúng không? Cái đúng rồi. Các diễn giả nói thì về cái cuộc đời của họ thì con thấy là phải tiến lên, không được dẫm chân tại chỗ ạ. Tuyệt vời. Wow, thầy nghĩ là con nhớ được những nội dung rất là tốt đấy. Rồi thì hồi câu cuối cùng thì hỏi là lần sau mà trung tâm tổ chức đi chương trình như này thì Quỳnh muốn tham gia nữa không? Cảm ơn. Rồi cảm ơn con nhá. Rồi cảm ơn con rất là nhiều.